Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Hiền Truyện. Quý vị thân mến, năm cũ đã qua và năm mới thì đã tới. 2020 đã để lại nhiều dấu ấn trong mỗi chúng ta. Và Hồng Nhung tin chắc là cái điều mà để lại trong lòng quý vị một cái ấn tượng sâu sắc nhất đó chính là dịch bệnh Covid-19. Và Hồng Nhung rất hy vọng sang một năm mới này, 2021, mọi thứ không tốt đẹp nó sẽ qua đi một cách nhanh chóng. Và tình yêu thương của quý vị dành cho kênh Hiền Truyện cũng như MC Hồng Nhung, MC Đình Duy thì nó sẽ luôn luôn như vậy và còn nhiều hơn nữa. Sang năm mới này thì chúng tôi rất hân hạnh được kết hợp với nhiều vị tác giả hay, gạo cội, cũng như là mang đến cho quý vị và các bạn những món ăn tinh thần được chất lượng và tốt nhất, cũng như những sản phẩm audio truyện hay nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn luôn đồng hành với Hồng Nhung, với Đình Duy. Và sang năm mới này, chúng tôi xin thay mặt cho kênh kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, tiền vào như nước và tiền ra thì giòn giọt như cà phê Vin, chứ không còn khó khăn như năm 2020 nữa. Cầu mong quý vị và các bạn luôn nhận được những điều tốt lành của thế giới này. Cảm ơn một lần nữa và xin chúc quý vị và các bạn năm mới an khang, thịnh vượng.